Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu Nhân cùng đoàn công tác có chuyến thăm cấp nhà nước tới Nhật Bản. Cùng tham gia đoàn có Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng. Đoàn đã đến thăm trụ sở chính của tập đoàn IOM tại tỉnh Chiba, Makuhari, thăm viện bảo tàng IOMON và trung tâm mua sắm IOMON Makuhari Shintoshin với quy mô 23 hecta. Tại hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam hướng tới kỷ nguyên mới trong quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng trao giấy chứng nhận đầu tư dự án phát triển trung tâm thương mại Yêu Môn tại thành phố Hải Phòng cho công ty Yêu trong cuộc tiếp đón trọng thị của ông Akio Yoshida, chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành công ty Yumon Nhật Bản dành cho đoàn, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng bày tỏ ấn tượng về sự phát triển của khu vực Chiba với nhiều nét tương đồng với Hải Phòng đề nghị tập đoàn Ion phấn đấu đưa trung tâm thương mại Yêu Môn Hải Phòng trên địa bàn quận Lê Trân vào sử dụng đúng tiến độ đề ra và mong muốn tập đoàn phát triển thêm các trung tâm thương mại khác tại Hải Phòng để đáp ứng nhu cầu phát triển trong tương lai. Cùng tham gia đoàn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Bất động sản Việt Phát Nguyễn Văn Bình, đối tác phía Việt Nam của Yêu Môn cũng đề nghị Yêu cùng Việt Phát quyết tâm đẩy nhanh tiến độ dự án trung tâm thương mại Yêu Môn Hải Phòng và song hành thực hiện dự án thứ hai tại khu vực Bắc Sông Cấm.